Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trong video ngày hôm nay thì mình rất vui khi mà cái chiếc Redmi Note 11 Air Pro tiếp tục giảm giá nữa các bạn à. Điện thoại hay.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất, tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngày điện thoại hay, địa chỉ 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Đấy, sau khoảng thời gian hơn một tháng gì đó thôi, là bây giờ mức giá nó tiếp tục giảm từ 3 đến 400 nghìn rồi. Thì với mức giá bây giờ chỉ tầm chưa đến 4 triệu rưỡi thì chúng ta sẽ có gì? Thứ nhất, khi bạn mua tại điện thoại, các bạn sẽ được tặng bảo hành VIP bao gồm nguồn màn hình vân tay trong vòng 12 tháng. Rất yên tâm. Coi như là trừ đi cái bảo hành VIP, bảo hành 12 tháng này thì nó chỉ còn mức giá là tầm 4 triệu, hơn 4 triệu một tí xíu thôi. Đấy, thì quá rẻ cho một cái em máy mà mình phải gọi là 10 phân vẹn 10. Xét ở trong phân khúc giá này, cũng không có gì để chê em này nếu như mà xét về mặt tổng thể. Đầu tiên là thiết kế trước nhé. Mặt lưng được làm từ kính. Đấy, rất sang trọng, rất là cao cấp luôn. Kèm với đó là khung viền được làm từ nhựa thôi, nhưng mà rõ ràng là khung viền này nó rất dày, nó rất chắc, không có gì để chê cả. Và kể cả lên những cái phân khúc giá thuộc cái tầm trung cần cao cấp đi chăng nữa thì hầu hết những chiếc máy khác nó cũng chỉ là mặt lưng kính với lại khung viền nhựa thôi. Đấy, cho nên là cũng không thể nào đòi hỏi với một cái chiếc máy tầm khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu như thế này mà đã có cho chúng ta là một cái chất liệu tương tự như thế, đúng không nào? Mà các bạn lưu ý nhá, mua tại điện thoại hay thì đây là máy mới, xách tay 100%, chứ không phải là kiểu máy cũ, máy hàng đã bóc rồi đâu. Thiết kế mặt trước của con này là viền rất mỏng nha. Viền này là không phải là viền dành cho những cái chiếc máy thuộc phân khúc giá tầm 4 triệu giá rẻ như thế này đâu, mà nó sẽ thuộc cái phân khúc là tầm trung cận cao cấp đấy. Cho nên là thiết kế cũng gọi là vượt trội, kích thước camera selfie rất bé luôn. Và màn hình của con này, cái điểm quan trọng nhất nó là AMOLED. Đấy, AMOLED 120Hz đầy đủ option luôn, Full HD. Thì rõ ràng cái chất lượng của con này nó cũng gọi là vượt trội so với những cái chiếc máy khác, đúng không nào? Tầm này thì rõ ràng là về thiết kế tổng thể màn hình này nó đã là đỉnh của chóp rồi. Chưa kể là nó còn có cho chúng ta là một cái hiệu suất rất tốt đến từ con chip Snapdragon 695. Các bạn sẽ không tìm đâu ra một cái chiếc máy mới, đặc biệt là những chiếc máy chính hãng mà có được một cái thông số tốt như con này đâu. Nếu như mà có thì cũng chỉ có là Realme Q5. Q5 thì nó lại thuộc phân khúc giá rẻ hơn rồi các bạn à. Thật sự nó chỉ tầm khoảng là 3 triệu 7 thôi, chứ không phải là tầm khoảng hơn 4 triệu như con này. Nên thành ra nếu mà để so sánh thì nó sẽ là một cái khoản chênh lệch rất là đáng kể đó. Mặc dù là cùng hiệu năng, nếu như các bạn cần hiệu năng ấy thì các bạn có thể lựa chọn Realme Q5. Còn nếu như bạn cần một cái hài hòa tổng thể từ mặt thiết kế, chất liệu đến màn hình, tấm nền cái thứ này kia, thì rõ ràng cái chiếc Redmi Note 11 Air Pro này nó là cái sự lựa chọn được đặt lên hàng đầu chứ, đúng không nào? Hiệu suất thì với Snapdragon 695 mình cũng đã nói rất nhiều là nó tương đương với lại Snapdragon 765 5G, có 5G đầy đủ, không thiếu thứ gì. Và đây là một con chip rất lành, rất mát, đủ thoải mái để có thể chơi được những tựa game ví dụ như là Liên Minh Hiện Thoại Tốc Chiến này, cũng như là PUBG Mobile Liên Quân. Đấy, thoải mái với cái con chip này các bạn nhé. Đó, rồi là còn gì nữa, cụm camera của con này cũng rất chất lượng. Nếu mà xét trong phân khúc giá hơn 4 triệu như thế này thì hầu hết những cái chiếc máy khác nó sẽ không có cửa đâu. Đấy, thật sự là như thế. Nên là các bạn cũng sẽ yên tâm. Camera 108MP cho cái phân khúc giá là hơn 4 triệu thôi mà, thì đây nó phải gọi là quá hời đúng không nào? Chính vì cái sự mà gọi là đẻ không kiểm soát như thế này thì Xiaomi mới dễ dàng là tạo ra được những cái chiếc máy có option ngon. Chứ còn mà thường thường với một phiên bản Redmi Note 11 mà nó tầm khoảng 3-4 phiên bản đi, chứ không phải lên 17 phiên bản như thế này, thì rõ ràng là cái sự lựa chọn của chúng ta sẽ rất là ít và rất khó để có thể tìm được. Cái điểm nhận diện rõ nhất các bạn có thể thấy Redmi Note 11 Air Pro, cái tên tức là cái tên nó kiểu chưa từng có tiền lệ luôn các bạn à. Đấy, cho nên là đây là option mà cái option gọi là mới nhất này, sau cùng nhất này, nên là nó mới có cái tên lạ như thế. Và chúng ta sẽ thấy rằng là việc này nó sẽ giúp cho Xiaomi dễ dàng là trang bị những cái thông số nó hoàn thiện hơn cho một cái sản phẩm như thế này. Đấy, và về phần pin sạc thì nói chung là các bạn nhìn thấy này, sạc 67W, pin 5000 mAh. Nói chung là không có gì để chê em này, loa kép đầy đủ, không thiếu thứ gì. Đấy, thì như mình đã nói, nếu như mà chọn Realme Q5 thì các bạn cũng chỉ có mỗi là về phần camera thì cũng khá là ok này, kèm với đó là về phần hiệu năng thôi. Đó, pin sạc. Còn con này thì nó sẽ còn có là thiết kế toàn diện từ mặt trước ra mặt sau, loa kép đầy đủ, có đục lỗ riêng, có jack tai nghe 3.5 luôn các bạn nhé. Con này thậm chí còn có chuẩn kháng nước nữa. Hài hòa tất cả mà nói thì đây là cái chiếc máy vô cùng đáng mua. Và chỉ cần có tầm tiền này, đang có nhu cầu mua một chiếc điện thoại thì đây là sự lựa chọn được đặt lên hàng đầu. Không cần phải để ý những cái chiếc máy khác làm gì, nó mất thời gian ra, thật sự luôn. Về vấn đề mà trễ thông báo thứ này kia thì con này nó vẫn có. Tuy nhiên thì các bạn cũng chỉ cần cài một cái ROM Global có tiếng Việt là xong, khắc phục hết. Đấy, thì nó gần như là lựa chọn được đặt lên hàng đầu rồi. Vậy còn các bạn, bạn nghĩ sao về cái chiếc Redmi Note 11 Air Pro này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.